Hai. Ok. Giờ mình học nha. Từ hôm giờ mình học được 19 bài nè. Bây giờ mình học bài 19 là cái bài hôm qua. Học bấm bấm vào bài 19 nè. Rồi bấm vào nút play nè. Này là gì đó? Stillborn Kindergarten, lớp mẫu giáo. Nghỉ hưu retail. Ok. Work hard. Ok. Earn money. Đúng rồi. Sell money. Ok. Buy a house. Đó, ví dụ học vậy. Đây là học từng bài. Còn nếu mà muốn học toàn bộ cùng lúc á, khi mà học từng bài nhớ xíu rồi đó. Học cùng lúc thì bấm vào cái nút tất cả nè. Này là grow up. Rồi ok, chúc các bạn học vui nha. Thứ 6 kiểm tra được 10 hết nha.